bạn lựa chọn một con tướng như là con As không có khả năng chạy trốn chạy nhiều, thì Vladimir của Faceby anh ta sẽ làm một cái nhiệm vụ rất đơn giản là anh ta sẽ dí tới chết con As này và chỉ cần và cái chiêu cuối để có thể hồi một lượng máu rất tốt. Nhưng đây là pha thi đấu mở một cái đại băng tiễn rất hay trong tình huống vừa rồi, và bây giờ thì lấy cái gì để tỉnh được đây? Và đó là con sứ giả cái đất này, và Xiaoqi anh ta bắt đầu là người mở, nhưng các thành viên của Hu Huynh Minh họ nói rằng họ muốn đánh trong tình huống này. Và đây là pha thi đấu sử dụng đại băng tiễn rất tốt, One là người phải lên bảng điểm số không kịp tung ra mình chiêu cuối. Chiêu cuối được tung ra đến từ vị trí của Wake Up, và tiếp tục là liên tục những mạng gục đến từ các thành viên của bên phía tuyển Hu. Giờ đây thì sẽ là nhịp đẩy đến từ Rocky và Lemon. Đại băng tiễn bắn ra nó trúng luôn kìa. Có phản đòn Q1 trúng, Q2 trúng và có Lu Tô Thư vào. Ông Quýt vẫn đang sẵn sàng, có Lu chiêu cuối. Lemon vẫn đang cố gắng chạy, nhưng người ta chạy đi đâu đây? Chạy về đường hàng không rồi. Thì đó điểm băng gục tiếp theo, điểm băng gục thứ 3 dành cho Guhu Gaming. Sang Chi tới nhưng chính xác hơn. Rocky đơn giản phản đòn quá thoải mái để trả sát thương. Ông Quýt vẫn đang đứng ngay trong bùi để có thể hỗ trợ, thậm chí gọi Lu Quýt cấp và ban xuống. Đây là một thế đất băng trụ 4-1. Xiaoqi không thể làm gì được cả, sát thương là quá nhiều. Dùng luôn đòn cho mình đó là lôi thần giáng thế. Ban bắt đầu thả diều, bật W của mình là thậm chí là bật W của mình lên bắt đầu bắn. Và đó là điểm hạ gục dành cho Ban. Dương tài nguyên là vô cùng chính xác. Đại băng tiễn của Ban. Và bây giờ đây không dính đi cho mình cú trung điện cao thế, nhìn vào tiễn bắn ra khu vực nửa trên kìa. Nó trúng với không đây, không trúng có lẽ ôi trúng, trúng luôn kìa. Đây là một tình huống mà Ban đã biến cái tốc chiến này thành tựa game FPS, khi mà đây là một pha bắn quá kinh khủng của anh ta. Sát thương đến từ con As vẫn là quá nhiều. Còn khu vực dưới thì sao? Super sẽ được thả ra. Và phía dưới cánh này, Rocky vẫn đang cố gắng bổ. Anh ta vẫn đang cố gắng quay tay phản đòn, và chắc chắn không có điểm hạ gục dành cho Jingdong Gaming. Nó rất thiếu tự tin. Chúng ta thấy được rằng ba thành viên, đây là ba thành viên vừa có một pha tổ chức băng trụ vào vị trí của Rocky nhưng không làm gì được cả. Okay. Nhưng đây là tình huống hơi xa, và không phải ba thành viên nữa, lần này họ gọi là triệu hồi đến tận 4 người. Và chắc chắn rằng pha thi đấu này Rocky anh ta phải nằm xuống thôi. Anh ta phải nằm xuống chứ đúng không? Và anh ta phải nằm xuống trước pha trừng phạt cuối cùng đến từ vị trí của Xiaoqi. Nhưng và đây sẽ là pha thi đấu mà họ cần phải lấy được cái trụ này. Trụ này họ cần phải lấy được. Wake Up đang ra sức bảo vệ, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một pha thi đấu mà Wake Up hơi sai lầm. Đài băng tiễn được bắn ra là trúng, August đến, nhưng cái trụ này còn không còn nhiều máu nữa, và trụ tiền thưởng đã có dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Zero Gaming. Nhưng bây giờ Sunny đến, sát chiêu hoàn hảo, các thành viên của bên phía đội tuyển Zero Gaming còn rất ít máu. Xiaoqi chắc chắn sẽ là người đầu tiên phải lên bàn điểm số. Sát chiêu hoàn hảo lần hai còn, và bây giờ sẽ là một pha thảm sát đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển Gu Gaming. Tốc biến bỏ đi đến từ vị trí của Faceby, và rồi bắn ra để có thể check thông tin nhưng nó không trúng vào ai cả, nó không tìm được địa chỉ. Lemon tìm cách vào, Sunny vẫn đang đứng ở ngay góc trên để có thể cố gắng đẩy lui các thành viên Jingdong Gaming ra. Lemon tốc biến đi, nhưng giữa ta không giữ chân được ai cả, giữ chân được một người, đó chính là Wake Up. Có luôn tôi thường được bồi vào, Ban bắt đầu bắn từ phía ngoài, nhưng Faceby thì sao? Tất cả mọi thứ áp lực vào Ban, Ban tốc biến đi bỏ chạy, nhưng Ban đụng vào Xiaoqi, Xiaoqi lấy được điểm cục của Ban rồi, anh ta gõ chết được Ban, và sau cùng thì sao? Sunny và August là hai người còn lại của... vào như anh ta đi ngang qua tầm nhìn rồi nha. Các thành viên của Huawei mình họ muốn đánh trong tình huống này, một pha khiêu khích được hai người, Faceby lặn hồ máu để có thể thoát đi được. Nhưng đây là pha thi đấu, One anh ta có phải trả giá không? Chiêu cuối lao vào đến từ phía chỗ Xiaoqi, Barry đang được bắn rất tốt, và Barry bắn tất cả các thành viên của bên phía đội tuyển đó là Huawei mình. Nhưng Pan bắt đầu đến, Pan đáp trả, Xiaoqi anh ta có thể lấy được mạng vào vị trí của Pan không? Câu trả lời là không, bởi vì Rocky đã đến để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình, và con quỷ mang tên Zack bắt đầu đến để gõ tất cả các thành viên của bên phía đội tuyển Jeddah của mình. Chỉ còn một mình One ở đây mà thôi. Bắn phi tiêu là chúng, Sunny lao vào một pha ném phi tiêu nữa thôi, và chắc chắn đó là phi tiêu năm cánh và người dứt điểm trong tình huống vừa rồi, đó là một cú pom pom đến từ vị trí của Zack ở trong tình huống vừa rồi. Của cái mình họ kiểm soát đi cho mình con rồng băng của máy tính này. Đại một tiếng bắn ra nó trúng vào One, tất cả mọi thứ đều vào dịch chuyển sẵn sàng, đó là vị trí của Rocky và anh ta đã tới tìm được một người đó leo mình rồi. Rồng vẫn đang còn đó, là 2000 nó được dành cho August, và đội hình của Jingdong đang cố gắng bỏ chạy, tất cả mọi thứ dồn vào. Ban nằm xuống, Xiaoqi có mạng, nhưng đội hình phía dưới đi sao, họ đang mất toàn bộ tài nguyên, đó là Jingdong Gaming khi mà Lemon là người cuối cùng nằm lại. Triple kill dành cho August, và chúng ta có được một pha quét sạch dành cho Woohoo Gaming. Không, hay họ muốn end game luôn, end luôn họ không có xạ thủ. Nhưng đây là pha thi đấu mà tanh trụ như thế này thì chắc chắn rằng các thành viên của bên phía đội tuyển Woohoo Gaming sẽ end game ở trong tình huống này. Bấm đăng xuất, đó là các thành viên của Jingdong Gaming, còn trong đó Woohoo Gaming họ bấm đũ. Em nghĩ là trong pha giao tranh vừa rồi nó hơi bất ngờ với em một chút xíu, không phải là Jerry mà đó sẽ là Lucian ở khu vực đường dưới dành cho Ban, cũng như là anh chàng quét cấp của chúng ta trong ngày thi đấu hôm nay. Rõ ràng thì với một cái bể tướng cũng như là một cái phong độ đang lên cao, có tỉnh táo trong tình huống này hay không, chưa có level 5 đến từ vị trí của August, nhưng đây là một tân lính không có xe. Chúng ta cùng chờ xem các thành viên của Woodman họ sẽ làm thế nào trong tình huống này. Tech đã lấy đam trước đến từ vị trí của Rocky thì hơi sai rồi, và Rocky chắc chắn anh ta vẫn còn một chấm máu trong tình huống vừa rồi.
một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng băng trụ hơi cồng kềnh đến từ Gu Hoa Minh. Chi bị giữ chân, Túc Bí đến ngược trở lại, nhưng đây là một cú thủ đoạn giữ chân thành công. Nhưng đó là con Gelo của Wan. Thanh Trừng xảy ra đến từ bàn. Phe bay đã tới, Túc Bí đi giữ chân ngược trở lại. Quét cấp nhận sát thương đến từ của bọc thuốc súng cho ta vẫn sẽ phải. À không, anh ta chưa chết, nhưng ngược trở lại thì sao? Con Tristana của Berry thì đã phải là nạn nhân đầu tiên nằm lại trong pha đấu vừa rồi. Muốn phá trong tình huống này, khi mà các thành viên của bên phía đội tuyển Gu Hoa Minh họ đang muốn ăn cho mình con rồng, Sunny lao vào với một pha chiêu cuối. Và đây là một pha thi đấu mà hư vô bộ pháp của anh ta đã được sử dụng. Wan anh ta có chạy về được không? Khi mà sát thương của các thành viên của Gu là rất nhiều, tốc biến sử dụng cho mình hư vô trong tình huống vừa rồi và không còn tốc biến. Galio là người phải lấy bàn điểm số, và thậm chí rằng bây giờ Xeo Chi anh ta còn chưa lấy được một giả. Rất may mắn là anh 1015 máu và ba thành viên của Gu Hoa Minh đang có mặt ở đây. Một pha đẩy tung rượu hay đến từ vị trí của Wake Up đang giữ cho mình cái lăn bụng quá hay đến từ anh chàng này. Và đó là kinh. Phe bay đang di chuyển ngược trở lại, nhưng ngay sau lưng của họ đó chính là August. Phe bay bị dính quá nhiều thứ, phe bay lặn hồ máu, phe bay tốc biến đi né chiêu thành công, nhưng đây là Xiao Chi đã tới rồi. Ban bị dính sát thương, ban nằm xuống, siêu hùng diễn thể sẵn sàng. Wan tiếp cận vào hay không đây chưa, anh ta vẫn không giữ chân được ai cả. August ngược trở lại, Berry đến bọc súng bắt đầu gây sát thương có kiệt sức nữa, và Berry là người có điểm cục đầu tiên của mình, và anh ta tiếp tục nhắm vào Wake Up. Không còn kiệt sức nữa, double kill dành cho Berry. Và bây giờ thì lợi thế giao tranh nó đã gần quay trở lại trụ đó. Nhưng bây giờ đổi lại chúng ta thấy là gì? Bên kia đội tuyển Gu Hoa Minh họ có cho mình hai mạng, họ có cho mình hai trụ, và thậm chí rằng Tristana sẽ có được thêm mạng này nữa hay không, đó là mạng dành cho vị trí của Lemon. Nhưng các thành viên của bên phía đội tuyển, thời gian nữa để Sunny có thể nào dứt điểm và sốc sát thương được vào các thành viên của bên phía đội tuyển Gu Hoa Minh được. Ta phải cùng chờ xem đây là pha thi đấu mà các thành viên của bên phía đội tuyển Zhongke Minh đang chủ động ăn cho mình con rồng lửa này. Wake Up đang chưa có góc vào, chiêu cuối được tung ra đến từ vị trí của Wake Up, sóng âm đến từ vị trí của August đến không, một pha thi đấu đẩy lùi đến từ vị trí của Fan và cái thanh trừng của mình, nhưng sức sát thương là chưa đủ sử dụng cho mình chiêu cuối. Đây là vị trí của Faye, và đây là tối hậu thư vào vị trí của Fan rồi. Fan tốc biến được qua tường, nhưng cái thiêu đốt này có lẽ là đủ để anh ta lên bảng điểm số. Còn trong khi đó thì bọc thuốc súng đã có rất nhiều sát thương, Rocky vẫn sống ở trong tình huống vừa rồi, nhưng bên phía đội tuyển Zhongke Minh họ còn đầy đủ cho mình, đó là cả năm thành viên trong tình huống này. Tự nhiên đâu bỗng chốc thì Ban đưa mình vào một thế quá khó khăn. Và bây giờ chúng ta thấy được đó là cú cầu sẫm chỉ thẳng vào đầu của Xiao Chi. Ta cùng nhìn thấy Ban ở pha thi đấu này là một pha thi đấu mà cũng hơi dướn để bắt được vào vị trí của đó là Lemon. Nhưng một pha lướt lên nó là quá đủ để Berry cực kỳ thơm ngon. Còn trong đó ở đây Gu Hoa Minh đang muốn làm một điều khá bất ngờ ở đây. Nhưng lượng máu với hai thành viên và đã bị phát hiện rồi. Sunny đang có mặt đây. Đây là chiêu cuối đến từ vị trí của Galio. Galio đã bị ngắt chiêu cuối. Bán. Nhưng các thành viên của bên phía của Gu Hoa Minh họ vẫn ăn được con Baron này. Nhưng bây giờ họ mất đi bao nhiêu thành viên đây? Họ mất đi cho mình hai thành viên và đây. Đại. Cấp độ 12 đã có, Vương Miện suy vong cũng đã có, anh ta sẵn sàng nhau từ đúng hư vô bộ pháp hay không đây. Anh ta không bảo vệ được trụ, anh ta vẫn cố gắng tiếp cận được. Hất tung giữ chân được hai người đó là Wake Up, nhưng đây là hai con tăng của đối phương. Xiao Chi vẫn đang cố gắng về và Rocky tới rồi. Tốc biến đi cố gắng giữ chân lại, nhưng anh ta đã phải lùi đi cho mình, đó là một bước nữa. Once chắc chắn sẽ phải hy sinh dành cho những người đồng đội của mình có thể về nhà được một cách an toàn. Không có con mắt nào màu đỏ dành cho Wu Hu Gaming cả. Wan vẫn đang cố gắng tàn từ phía ngoài. Quét cấp và giữ chân. Quét cấp nhận sát thương. Và quét cấp vẫn chưa nằm xuống hay không này. Anh ta bấm đồng hồ cầu giờ. Sunny vẫn chưa có góc để vào. Quét cấp đang cố gắng về nhưng về bằng đường hàng không rồi. Quét tiếp tục vào. Nhưng Lemon đã tìm được Rocky. Rocky vẫn đang bị chia cắt với đồng đội của mình. Ban cố gắng bắn từ phía ngoài. Phía bay nằm xuống rồi. Lemon thì sao đây? Sunny vẫn đang cố gắng bỏ chạy. Nhưng ta không chạy được bởi vì đã dính tối hậu thư rồi. Berry tới. Bán. Bật luôn cho mình đó là chiêu W lên để có thể nhảy thẳng vào mặt đối phương. Ban vẫn đang cố gắng bắn từ phía ngoài. Rồi, hơi khó dành cho đội hình của Gu Hoa Gaming. Rocky bấm đồng hồ, nhưng đồng hồ để làm cái gì nữa đây? Tôi nghĩ rằng để vô... Rõ ràng là trong cái dịp giao tranh này thì những vị tướng như là Vladimir, như là Gelo sẽ có thể giao tranh nhấp nhái. Đúng những lần này Xiao Chi đã tìm được nạn nhân đầu tiên của mình. Sát nhưng thương. Đó ngược trở lại vẫn sẽ là bên phía của Zhongke Gaming mất người. Họ vẫn đang cố gắng bắn, đó chính là Ban. Ban bắt đầu lên tiếng, Ban vẫn đang cố gắng xả sát thương. Và vị trí Rocky cũng đang tương tự là như vậy. Xiao Chi bắt buộc phải lùi lại. Và con rồng ngàn tuổi bỗng chốc như là cơ hội cuối cùng dành cho Wu Hu Gaming. Đang tìm góc vào, vẫn đang tìm góc đến từ August. Anh ta vẫn chưa đá được ai cả. Nhưng rồng vẫn còn đó, là 8.000 máu nữa. Febai và Wan đang đứng cao. Berry bắt đầu tìm góc bắn. Nhưng Rocky và Wan thì sao đây? Hai bên đang cố gắng nhìn nhau. Cầu sấm khá chất lượng đến từ Xiao Chi. Và bên phía Dinh Đông, họ vẫn đang cố gắng để có thể kiểm soát con rồng này. Và con rồng có ăn được hay không đây? Nó vẫn chưa. Nhưng Dragon đã nằm xuống rồi. Rồng vẫn còn đó là 1.400 máu nữa. Rồng, nó được dành cho bên phía của August. Nhưng họ bây giờ phải bỏ chạy thôi. Berry tốc biến lên, dứt điểm được ba thành công. Ngược trở lại cánh trên thì sao? August không làm gì được thêm cả bởi vì đây là một con Camille quá mạnh đó tôi. Và đó là một pha thi đấu câu được cho mình rất nhiều chiêu cuối đến từ Gu Hoa Minh. Không sao cả, các thành viên của mình với đội tuyển Gu Hoa Minh vẫn sử dụng con Baron này như là một tình huống câu kéo. Và Lemon là người phải lên bảng điểm số sau một pha insect quá đẹp đến từ tháng 8.
bước vào trong một file danh ở hàng rồng ngàn tuổi này, có thể sẽ là cuộc giao tranh cuối cùng của ván đấu thứ hai. Bạn sấy thành trường như anh ta sấy vào chim rồi, có lao thẳng vào đá được một người đó là Vân. Chiêu cuối cực kỳ đẹp nhưng sát thương vẫn đang là chưa có nhiều lắm. Bóng đồng hồ lên để có thể né sát thương đến từ của bọc cú bọc thuốc súng này. Rồi đi nhảy lên bắn từ phía ngoài. Một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng mặc dù có dịch chuyển của Wake Up nhưng rõ ràng rằng họ sẽ là người ăn được con rồng ngàn tuổi, và bây giờ người gặp khó đó là vị trí của tháng 8. Sau một pha thi đấu hay thì các thành viên của bên phía đội tuyển Gaming họ quá say mồi, và bây giờ với bùa lợi rồng ngàn tuổi, người chơi đi rừng của Gaming sẽ phải nằm xuống. Và bây giờ họ đang gần như áp lực cả ba đường. Sanchi bắt đầu vào nhưng Lemon là người ở khu vực đường trên này. Banh bắn chiêu cuối ra để cố gắng câu giờ. Chiêu cuối đến từ Lemon, anh ta giữ chân được một người nhưng Banh mất máu quá nhiều. Banh sắp bị đốt chết rồi và Banh đã phải nằm xuống. Chơi vẫn chưa, Quanh đã tới, Quanh giữ chân, Quanh khiêu khích được, quét cấp nằm lại, và sau cùng toàn bộ đội hình Woohoo Gaming đã phải nằm xuống. Chúng ta sẽ có ván đấu thứ ba. Và đúng như những gì chúng ta đã tiên liệu, với một đội hình đánh early cực kỳ sớm như là các thành viên của Gaming thì bởi vì nếu như lựa chọn Jerry và On, bạn chắc chắn là sẽ phải đánh rất mạnh ngay từ cấp độ 1 rồi. Và với việc dùng sát thương thì tôi nghĩ rằng Lucian vẫn sẽ làm tương tự. Kêu ba người lên băng trụ, đợt lính này là đỉnh, có xe có thể băng trụ được. Sát thương nhận vào là quá nhiều, có phản đòn được bồi vào nhưng không đủ để làm cái gì cả. Khi trụ nó đang bắn vào đó là Wake Up được kìa, anh ta vẫn còn trên bản đồ. Nhưng đây khu vực đường trên thì sao, không thể dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Gaming. Còn đây là một tình huống mà One muốn phản công lao vào lăn vùng tốt, nhưng bây giờ Wake Up đã đến gọi dê một cú thổi tù và hất được vào vị trí đó là One lên. Và đó là một pha thi đấu backup rất kịp thời dành cho vị trí của Wake Up. Còn trong khi đó thì chúng ta thấy được một xem lại tình huống giao tranh này, khi mà Febai đã cố gắng nỗ lực rồi đã khá đẹp với từ Sao Chi, và Wake Up bị giữ chân lại. Sát thương đến từ bộ đôi Sao Chi và Febai là quá nhiều, và Sunny rõ ràng là ta không làm gì được thêm cái gì cả. Rồi chúng ta quay về với thời gian thực nào. Sát thương đến từ vị trí của Woohoo Gaming là quá nhiều, giữ chân được một người, hất tung được Quanh, nhưng đó lại là người nằm xuống đến từ vị trí của Woohoo Gaming. Và chúng ta thấy được là một tình huống tuy rằng thêm được cái khu vực đường dưới này thêm một khoảng thời gian nữa. Banh bắt đầu cấu máu, sát thương vẫn đang là có bóng ngủ không chúng ai cả. Rồng được dành cho tháng 8 và họ vẫn đang tràn lên. Sát thương từ phía bay là quá nhiều, anh ta bắn thách chừng ra nhưng vẫn hiện tại không trúng ai cả. Đến từ vị trí của Rocky trong tình huống này, nhưng đây là pha thi đấu Xiao Chi, anh ta hơi lão trong tình huống này, lao vào cú đánh đầu là thành công, mất tốc biến. Thì đây sẽ là pha thi đấu mà các thành viên của bên phía đội tuyển Gu mình tận dụng, đó là pha thi đấu combo tốt nghịch sao đến từ vị trí của Pan, và ngay lập tức kích Barry phải mất cú thảm lửa phản đòn hay đến từ vị trí của Lemon. Và đây sẽ là pha thi đấu tràn lên đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển Gu mình, đến từ vị trí của Lee Sin, quay tay đến từ vị trí của Rocky và bật cho mình đó là điện đạt đỉnh điểm đến từ vị trí của Jerry, và Jerry vẫn đang bắn hook thành công đến từ vị trí của Wake Up, và đó là mạng đầu tiên đến từ vị trí của Sunny không có ý định tốc biến lao lên đến từ vị trí của Sunny, và Sunny đã bắn vào tất cả các thành viên của bên phía đội tuyển Jadon Gaming. Trong tình huống này, One không còn cho mình lượng năng lượng cần thiết nữa. Meta gì thường lên nhưng mà lần này một lần nữa Lemon. Đó là Rocky tìm được người của đối phương là Fiora, và Lemon nằm xuống. Quả chanh này không chua thì cũng chát, không chát thì cũng đắng. Vậy mà thôi, có dê được gọi ra, dê không hút trúng được ai cảm, nhưng đó là khoảng trống được dành ra cho Sunny để anh ta có thể lấy được cho mình cái trụ bậc thềm ở khu vực nữ giới này. Đã có ba cửa sân bay Tân Sơn, chính là sân bay Jin Dong Gaming đã được khánh thành, và chúng ta có tỷ số là 2-1 khi đây là những nỗ lực phòng ngự gần như là vô nghĩa dành cho Jin Dong Gaming. 2-1 dành cho Woohoo.